Hello everyone, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn ôn tập để thi vào lớp 6 thí điểm. Bài đầu tiên chúng ta sẽ làm cái bài khoanh từ các loại nha. Tooth là cái răng, eye là mắt, head là cái đầu, aspirin là thuốc, cho nên chúng ta sẽ chọn cái từ này. Rồi, câu số 2. Bought là động từ mua ở quá khứ của bite. Flew là quá khứ của fly. Dance là quá khứ này. Dance đi vào là quá khứ của dance. Sang là quá khứ của từ sing. Vậy bây giờ ba cái từ này được gọi là bất quy tắc trong tâm học thuộc, trong khi từ này là có quy tắc là thêm ed vào. Chúng ta sẽ chọn từ này. Câu số 3. Beautiful là đẹp, souvenir là quà lưu niệm, interesting là thú vị, colorful là đầy màu sắc. Bây giờ câu A, câu C và câu D đều là tính từ, trong khi câu này là danh từ, món quà, quà lưu niệm. Weather là thời tiết, summer là mùa hè, autumn là mùa thu, winter là mùa đông, cho nên chúng ta sẽ chọn weather. Câu số 5, who, how, why, this. Who, how, why là những cái từ để hỏi, trong khi this là không phải nè, chúng ta sẽ chọn this. Rồi câu bài số 2, chọn đáp án đúng. What are you going, ở đây phải là chúng ta có cái thì tương lai gần ấy. Cái thì tương lai gần là be going to, cộng động từ nguyên mẫu, ở đây phải là có từ to ở giữa, to do. Rồi last Saturday là cuối, là thứ bảy tuần trước, là quá khứ rồi, cho nên là chúng ta xài động từ cột 2, động từ quá khứ nha. Câu số 3. Câu số 3, anh ta nên đi tới đâu bởi vì anh ta bị đau răng. Đau răng thì phải đi nha sĩ. Nha sĩ sẽ là câu A, dentist. Rồi, what is the master with you? Thiếu chữ with. Câu số 5, how many seasons are there? Are there nha các bạn. Are there, luôn luôn là are there. In England, có bao nhiêu mùa ở nước Anh? Câu số 6, trời thường như thế nào vào mùa mưa? Vào mùa mưa thì trời sẽ mưa. Mưa sẽ là rainy. Câu số 7, thời tiết như thế nào ở vào mùa xuân, thời tiết như thế nào, chúng ta nhớ các câu từ what's the weather like in spring. Cô ta luôn luôn đi học bằng xe đạp, bây giờ là cái thì hiện tại đơn, chủ ngữ số ít, động từ thêm s hoặc es vào, cho nên chúng ta sẽ chọn câu D, go thêm s. Câu số 9, anh ta đang chơi bóng ở đang chơi đá bóng ở trong sân. Có từ now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại tiếp diễn là gì? Thì hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng với am hoặc y hoặc a, cộng với cái động từ thêm in đằng sau được gọi là thì hiện tại tiếp diễn, diễn tả một cái hành động đang xảy ra nha. He thì đi với y, cho nên chúng ta sẽ chọn câu D là he is playing. Câu số 10, học sinh thường đi tới trường bằng xe gì đó. Nhớ bằng xe gì đó, nhớ chúng ta này, by cộng với phương tiện. By cộng phương tiện, chỉ có đi bằng chân thì chúng ta nhớ xài on foot. Vậy ở đây chúng ta phải chọn câu câu by là câu A này. Rồi xuống bài dưới, xếp các câu sau thành bài hội thoại hợp lý. Rồi chúng ta coi, trường học của bạn đã tổ chức một cuộc thi nói tiếng Anh, người ta tổ chức phải không? Thì bạn kia sẽ trả lời là yes, yes hoặc no. Yes, we did. Vâng, chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi đặt chúng nó trong sân trường. Câu số 2 sẽ điền vào đây này. Rồi câu số 3, bạn đã làm gì ở đó? Rồi các bạn đã làm gì ở đó? Số 3 điền vào đây. Chúng tôi đã nói, kể chuyện và hát, các bạn hát bằng tiếng Anh. Số 4 nhét đây. Bạn có thích nó không? Có, tôi thích lắm, nó thật là thú vị. Đấy, rất là dễ đúng không? Rồi chúng ta xuống cái bài dưới này. Chọn từ cho sẵn trong không, điền vào chỗ trống trong đoạn hội thoại sau. Con rất là gì đó mẹ? Con rất là mệt. Mệt sẽ là gì? Mệt sẽ là tired. Tired. Rồi, what's the matter with you? What's the matter with you? I have a fever. Con bị sốt. I have a headache. Headache too. You should gì? Take some aspirin. This is a text. Rồi, and you shouldn't go out. Và con không nên ra ngoài. Rồi xong, chúng ta xuống bài dưới, xếp từ bị xáo trộn thành câu có nghĩa. Cái này sẽ là gì? We are going to visit Đồ Sơn gì? Next weekend. Rồi chúng tôi sẽ đi thăm Đồ Sơn vào tuần cuối tuần tới đấy. Câu số 2, anh ta muốn thả diều nè. He wants to fly the kite. Rồi ở đây cái từ want có sờ nè. Câu số 3, bạn nên đi gặp bác sĩ. You should là nên này. You should
See the doctor. Câu số 4. Câu số 4 là gì? Mẹ của tôi đã không mua gì hết. My. Rồi, my gì đó? My mother. Mẹ của tôi, my mother. Didn't buy anything. Rồi, câu số 5. Câu số 5 là thời tiết. Thời tiết có ấm vào mùa xuân hay không? Y đầu câu, either weather warm in spring. Rồi, đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi ở dưới. Thứ bảy tuần trước, Lan đã không đi học, nhưng cô ta đã đi tới tiệc sinh nhật của bạn cô ta. Cô ấy đã thức dậy sớm vào buổi sáng, đi cửa hàng mua quà và hoa. Sau đó thì cô ấy đi tới nhà của bạn. Ở bữa tiệc, cô ấy ăn rất nhiều bánh và uống rất nhiều nước ngọt. Cô ấy đã nhảy rất là đẹp, hát hò rất nhiều bài hát và kể rất nhiều câu chuyện thú vị. Tất cả những người bạn của cô ấy cũng ở đó luôn. Họ chơi rất nhiều trò chơi, ví dụ như là hide and seek, là trốn tìm, skipping rope, nhảy dây, và card là chơi bài. Họ rất là vui và rất là tận hưởng nó. Cuối cùng thì bữa tiệc đã đi đến hồi kết, họ nói tạm biệt nhau và đi về nhà trễ vào buổi tối. Lan đã đi đâu vào thứ bảy tuần trước? Bây giờ chúng ta điền là see when to her friend birthday party. Rồi, câu số 2, what did she buy for her friends? Cô ấy đã mua gì cho bạn cô ấy? Chúng ta tìm xem cô mua gì, mua nhiều quà và hoa đây. She bought some gift and flower. Câu số 3, what did she do at the party? Cô ấy đã làm gì ở bữa tiệc? She ate a lot of cake and drank soft drink. She ate a lot of cake. Ăn nhiều bánh. And drank. Drank. Uống cái gì? Bực mình quá. Drank soft drink. Drank soft drink. Rồi câu số 4, họ có thích không? Có chứ. Yes, they did. Họ về nhà khi nào và trễ buổi tối? Họ về nhà trễ buổi tối, các bạn nhìn nào. Late in the evening. Late in the evening. They went home late in the evening. Xong. Rồi xuống bài dưới. Rồi, bài của chúng ta đây là hết rồi, và đây là test 2. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong test 2. Goodbye.